Con xin hồi hướng phước đến tất cả mọi người, hướng phước chúng con thành kính tri ân chư tôn đức tăng đã đa quan lâm vào đạo tràng, chứng kiến sự tâm quy và ngũ giới đến đạo của đạo tràng. Chúng con kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo, do phút này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, trong quá trình đọc kinh Tam Bảo có gì sơ sơ sót, con xin xin sám hối với Tam Bảo, với quý sư quý cô tu nữ và với quý vị Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin kính dâng mít đến ngài Trí Đức để ngài dạy kinh pháp cú ngày hôm nay, và con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Hài Nhã, Nam mô Tham Mài Nhã, Nam mô Sang Ca Nhã. Kính lễ chư tôn Thiện Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phước Thạnh, Đại Đức Phước Cha, chào cô tu nữ nhiều pháp, chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 137. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt hồ ma hê si a rằng ta tha ga tô lô cô ta mô sa pa ga ru vi chê ta cô lô ca sa sa tha cha la đầm ma phù quy đồ quần đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không rau sánh bằng, thoát ly phiền não cho chăng, tôi cùng nhân chủ chí năng vô lượng. Từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tam mô pa di bồ vi ta sa sa tu nô rô ca nó mần tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu bu thấp pa ti phù ti sành nhá tu hoàn đà ma hành tăng na ra phù. Cho này giác rằng pháp bảo vi ánh vàng như là soi sáng vật màn vũ minh, phá tan lầm đặc chúng sinh, đại dẫn Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin hành lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô xuất thổ xu ca ta sa sa quá cô thích thà xu ca mô quá ra thầm má sách thá cô niền đà quá sân xà đi hân à đá rô quá rô hoành đà má hành tầng đá rắp phù. Cha này giác cần Tăng Bảo xin vâng Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ pháp phàm nhân ai bị, con xin đại lễ tăng thi đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Rất tận át tế giá tế chê nế sế khà mê ê tu á tha năng ta xa vi a nu phà về nế sá hạ xa dê nế sế chà tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hài Nhã. Phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 137. Vô đành đề na a đành đề su, vô đành đề na a đành đề su, vô đành đề na a đành đề su. Câu số 2. Áp ba đút thề su đút sa ti, áp ba đút thề su đút sa ti, áp ba đút thề su đút sa ti. Rồi chúng ta ôn lại câu 1, câu 2. Vô đành đề na a đành đề su áp ba đút thề su đút sa ti, vô đành đề na a đành đề su áp ba đút thề su đút sa ti, vô đành đề na a đành đề su áp ba đút thề su đút sa ti. Rồi câu 3, câu 4.
dasana manyata rằng tha năng. Hay gọi lại chữ tha năng này rồi, hay là dính liền. Tha năng. Alo, quý vị có nghe không? Chữ tha năng. Chữ tha năng đứng rời ra. Chữ tha năng đứng rời. Quý vị chờ chút ha. Alo, 123, 123. Rồi, bây giờ chỉnh lại rồi ha. Quý vị thấy chữ tha năng nó đứng rời ra, chứ không có dính trùng ha. À, quý vị quan nghĩ chỉnh lại chỗ này dùng. Alo. À, bây giờ câu số 3 ha. Câu số 3 chúng tôi chỉnh sửa rồi. Mình đưa lên. Đúng rồi. Dasana manyata rằng tha năng. Dasana manyata rằng tha năng. Dasana manyata rằng tha năng. Và câu cuối. Khiếp ba mê quá ni gắt chá ti. Khiếp ba mê quá ni gắt chá ti. Khiếp ba mê quá ni gắt chá ti. Còn lại câu 3, câu 4. Đa sanh nát manh nhát tá rằng thà năng khiếp ba mê quá ni gắt chá ti. Đa sanh nát manh nhát tá rằng thà năng khiếp ba mê quá ni gắt chá ti. Đa sanh nát manh nhát tá rằng thà năng khiếp ba mê quá ni gắt chá ti. Rồi, bây giờ ôn lại nguyên bài ha. Vô đành đề na á đành đề su ấp bán đút thề su đốt sá chí đá sành na manh nhá ta rằng thà năng khiếp ba mê quá ni gắt chá ti. Vô đành đề na á đành đề su ấp bán đút thề su đốt sát tỷ đa sanh na manh nhát ta rằng tha năng khiếp ba mê quá ni gắt chá ti. Vô đành đề na đành đề su ấp ba đút thề su đút sát tỷ đa sanh na manh nhát ta rằng tha năng khiếp ba mê quá ni gắt chá ti. À, câu này cuối câu số 2 nó không phải là trường âm, cho nên quý vị có thể đọc một hơi, có thể đọc hai hơi, và có thể đọc ba hơi. Và dừng lại bất cứ nơi trường âm nào quý vị cảm thấy mệt thì nghỉ, đừng có cố sức quá không tốt. Rồi bây giờ trong giọng kệ thì chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu để cho nó nương với nhau ha. Vô đanh đê na a đanh đê su âm ba đô thế su đôn sa ti. Đa sanh la man nha ta răng tha năng kim ba mê hoa ni gắn cha ti. Vô đanh đê na a đanh đê su âm ba đô thế sự đơn xa tỷ. Đa sanh na man nhà ta răng tha năng kê ba mê hoa ni gắn cha tỷ. Em lần nữa ha. Vô đanh đê na a đanh đê su ngầm ba đô thê sự đơn xa tỷ. Đa sanh na man nhà tăng tha năng kim ba mê hoa ni gan cha ti.
dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Rồi, xin mời Sip Mita, Sip Kim, Sip Hồng Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai. Dạ, hai người nghe rõ thì cũng được rồi. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 137 ạ. Vô đành đề na đành đề su áp ba đút thề su đút sát ti đa sanh nha mình nha ta rằng tha năng khiếp ba mê quá vứt ni gác cha ti. Và con xin phân tích ạ. Vô trường âm thông thường, đành trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná, á là hai đoạn âm, đanh trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, xú đoạn âm, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đút trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, xú đoạn âm, đút trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, vô đành đề ná đành đề xú ấp ba đút thề su đuột sa ti. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Đá đoạn âm sanh trường âm nhấn, ná đoạn âm manh trường âm nhấn, nhá tá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khiếp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá ní hai đoạn âm, gách trường âm nhấn, cha tí hai đoạn âm, đa sành nha mình nha ta rầm nha ta rằng thà nằng khiếp ba mê quá ní gách cha tí. Và con đọc lại toàn bài. Vô đành đề na đành đề su áp ba đút thề su đút sa ti đa sanh na mình nha ta rằng tha năng khiếp ba mê quá ni gác cha ti. Vô đành đề na đành đề su áp ba đút thề su đút sa ti đa sanh na mình nha ta rằng tha năng khiếp ba mê quá ni gác cha ti. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Vô đảnh đê na đảnh đê su áp ba đút thê su đút sa ti đa sẵn nha na mân nhà ta răng tha năng khiếp ba mê hoa ni gặp cha ti. Dạ, con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con kính mời cô Kim tiếp tục đọc ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Sang, sư Pháp Thạnh, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Rồi, cũng có hai người ở trong lớp này, chứ có hai người với sư là nghe thôi à. Hai người nghe âm thanh rõ. Một là mấy người kia vô, hai còn vô ngủ thiền. Dạ, con cảm ơn sư Phúc Thạnh. Thêm một người nữa. Hết rồi. Rồi, thành viên diễn pháp không có nghe rõ không? Cho bông hoa nắp đi.
Hành vi diệu pháp có nghe rõ không? Không nghe rõ rồi. À, bốn người. Vậy là âm thanh rất là rung động, âm thanh rất là lớn đó, nghe hết trơn hết đấy. Dạ rõ, cảm ơn quý vị đã cho âm thanh biết rõ. Con cảm ơn sư Thích Thạnh. Dạ, con xin trả bài kinh Pháp Cú số 137. Trời ơi, cái này hấp dẫn mê ly vuông vậy đó. Ôi ngày ma ma ha mục các cà na ná nhập niết bàn coi kinh khủng này. À, con xin bắt đầu trả bài ạ. Vô đành đề na đành đề su áp sa đúc thề su đúc sa ti đa sành na mạnh nha ta rằng thà nàng chiếp ba mề qua nít chắc chắc đi. Vô đành đề na đành đề su áp sa đúc thề su đúc sa ti đa sành na mạnh nha ta rằng thà nàng chiếp ba mề qua nít chắc chắc đi. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Vô trường âm thông thường, đâm trường âm ngắn, đề trường âm thông thường, ná á hai đoạn âm, đâm trường âm thông ở trường âm ngắn. Ôi quên, để con phân tích lại nha, con quên, con đọc mà cái đầu ông con suy nghĩ chút khác, con xin phân tích lại câu 1. Để em đợi từ chỉ đức sẽ bấm được để lên chỉ trợ con tim. Dạ, con xin phân tích lại kỳ này con chú ý. Vô trường âm thông thường, đâm trường âm ngắn, đề trường âm thông thường, ná á hai đoạn âm, đâm trường âm ngắn, đề trường âm thông thường, xú đoạn âm. Phân tích câu số 2. Áp trường âm ngắn, bá đoạn âm, đúc trường âm ngắn, thê trường âm thông thường, xú đoạn âm, đúc trường âm ngắn, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Vô đành đề na đành đề su áp pha đúc thề su đúc sa ti đa sành nam mạnh nhắc pha rằng thà nàng kiếp ta mề qua nít chắc chắc ti. Phân tích câu số 3. Đá đoạn âm, sành trường âm ngắn, ná đoạn âm, mạnh trường âm ngắn, nhá tá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng. Khiếp trường âm ngắn, bá đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá ní hai đoạn âm, gắt trường âm ngắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Đa sành na mạnh nha ta rằng thà nằng kiếp ba mề quan giác chát ti. Vô đành đề na đành đề su áp sa đúc thề su đúc sa ti đa sành na mạnh nha ta rằng thà nằng kiếp ba mề quan giác chát ti. Vô đành đề na đành đề su áp pha đúc thề su đúc sa ti đa sành na mạnh nha ta rằng thà nằng kiếp ba mề qua ni giác cha ti. Vô đành đề na đành đề su áp pha đúc thề su đúc sa ti đa sành na mạnh nha ta rằng thà nằng kiếp ba mề qua ni giác cha ti. Vô đâm đề na đâm đề su áp pha đúc thế su đúc sa ti đà sanh na mâm nha ta rằng tha năng kiếp ba mê quá ni giác cha ti. Dùng trưởng phạt không trưởng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 137. Ừ, kỳ này chắc là Hồng Mai không phải không? Dạ, xin cảm ơn cô Hồng Mai và cô Mít Tà đã cho bông qua rồi đồ ăn đồ uống, nhất là khoái nhất là vỗ tay vỗ chân đó. Không thấy sư cho bông qua kỳ này chắc sư đi có công chuyện rồi, uống cà phê nước dài. Cảm ơn hành vi diệu pháp nữa, coi cười nó vui ha. Bữa nay thực sự hấp dẫn lên đi dình dượng lắm đó, vui gì quá. Dạ xin cảm ơn Hồng Quy Diệu Pháp nữa nha.
Dạ, nếu mà con có đọc sai cái gì, xin các sư, các cô, tu nữ và quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Con xin cảm ơn trước. Dạ, mời quý vị kế tiếp, hình như là Hồng Mai không biết phải không nữa. Nếu không có thì người khác kế tiếp nha. Xin cảm ơn, chúc quý vị được một ngày an vui. Dạ, mời mừng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 137. Cảm ơn hành vi diệu pháp đã post bài. Yo đăng đề na đăng đề su áp pa đút thề su đút sati đa sàm na mạnh nhát ta rằng thà năng khít pa mê qua ni gắt chát ti. Yo đăng đề na đăng đề su áp pa đút thề su đút sati đa sàm na mạnh nhát ta rằng thà năng khít pa mê qua ni gắt chát ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná, á, hai đoạn âm, đanh trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, xú đoạn âm, ấp trường âm nhấn, pá đoạn âm, đút trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, xú đoạn âm, đút trường âm nhấn, xá, tí hai đoạn âm. Yo đăng đề na đăng đề su áp pa đút thề su đút sa ti. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ná đoạn âm, nanh trường âm nhấn, nhá, tá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khít trường âm nhấn, tá đoạn âm, nê trường âm thông thường, quá ní hai đoạn âm, gách trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, đa san na mạnh nhát ta rằng thà năng khít pa nê quá ní gách chá tí. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 137. Yo đăng đề na đăng đề su áp pa đút thề su đút sa ti đa san na mạnh nhát ta rằng thà năng khít pa mê qua ni gách cha ti. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu pháp cú số 137. Dạ, ông xin đọc kệ ạ. Yu đăng đề na a đăng đề su appa đút thê su đút sa tê đa san na mạnh nhà ta lăng tha lăng thì ba mê quá như gắn cha tê. Yu đăng đề na a đăng đề su appa đút thê su đút sa tê đa san na mạnh nhà ta răng tha năng kịp pa ni wa ni gạch cha tì. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng xin sửa giùm. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Hạnh. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào cô Hồng Mai, cô Kim, cô Metta, Minh Giang Nhật Hà, Vi Diệu Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn cô Hồng Mai và cô Kim cho biết tín hiệu. Dạ, cho con xin bài với, con vừa vào nữa không có bài. Cho con xin bài ạ. À, dạ vâng, cảm ơn. À, con xin phép được đọc và phân tích câu 137 ạ. Yo đan đề na a đan đề su appa đút thề su đút sa ti đắt
sanh đát sanh na mạnh nhất tăng đa đa sanh đa sàn đa sàn đa sàn na mạnh nhất tát rằng tha năng khiếp khiếp pha mê quá ni gác cho ti. Dạ con xin được đọc lại một lần nữa. Yo đàn đề na a đàn đề su a ba đút thề su đút sa ti đa sàn na mạnh nhất tăng rằng đa sành nha mạnh nhất ta rằng tha năng khiếp pha mê qua nít gác cho ti. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Vô là trường âm thông thường, đăng là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, á là đoạn âm, đăng là trường âm nhấn, D là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Yô đăn đê na Yo đan đề na đan đề su áp ba đút thề su đút sa ti. Con xin phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Đá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, manh là trường âm thông thường, nhá là đoạn âm, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đa sàn na mạnh nhất ta rằng tha năng. Khiếp là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, ní là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Đa sàn nha mạnh nhất ta rằng tha năng khiếp pha mê qua nít ga cha ti. Con xin đọc lại tầm này. Yô đàn đề an đàn đề su áp ta đút thề su đút sa ti đa sàn na nhanh na mạnh nhất ta rằng tha năng khiếp pha mê qua nít ga cha ti. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin được kể. Yô đán đê na a đán đê su a ba đút thê su đút sa ti đà sán nha manh nhà ta răng tha năng Kippa me wa nika cha ti Yo dan de na a dan de su A ba du te su du sa ti Da san nya manh nya ta rang tha năng Kippa me wa nika cha ti. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kính cảm ơn đại tràng, dạ con cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai, dạ tại Bông tại Hoa. Dạ có gì sai xin nghe chị Đức và mọi người chỉnh sửa cho con ạ. Dạ cảm ơn cô Meta. Con xin được xuống mic mời một vị khác. Xin mời Giang Nhật Hà, em lên được không Giang Nhật Hà? Hạnh đi dự pháp nữa nè. Các cô ná.
chị Hạnh Kiểm. Xin mời các bạn, nghe các bạn giơ tay để chúng ta cùng đọc kinh pháp cú cho được phước báo, với lại đừng để rung trống. Xin mời các bạn. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo, dạ con kính lãnh lễ ơn Đức Phật, con kính lãnh lễ ơn Đức Pháp, con kính lãnh lễ ơn Đức Tăng, dạ con kính lãnh lễ quý sư, con kính lãnh lễ quý sư cô tu nữ, và dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 137. Vô đàn đề na đàn đề su áp bát đúc thề su đút sa ti đa sàn na mạnh nha ta càng thà năng khiếp bát mê vani gat sa ti vô đàn đề na đàn đề su áp bát đúc thề su đút sa ti đa sàn na mạnh nha ta nặng nha ta càng thà năng khiếp bát mê vani gat sa ti. Dạ con xin phân tích câu 1. Câu 2. Vô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, đề ná á đoạn âm, đan trường âm nhấn, đề trường âm thông thường, số đoạn âm, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, số đoạn âm, đúc trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Vô đàn đề na đàn đề su áp bát đút thề su đút xá tí. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Đá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, ná đoạn âm, manh trường âm nhấn, nhá tá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khiếp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá ní hai đoạn âm, gắt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Dạ con đọc lại, con đọc câu 3, câu 4. Đa sàn na màn nhá ta rằng thà năng khiếp ba mê qua ni gã cha tí. Con đọc lại nguyên bài. Vô đàn đề na đàn đề su áp ba đút thề su đút sa tí đa sàn na màn nhá ta rằng thà năng khiếp ba mê qua ni gã cha tí. Vô đàn đề na đàn đề su áp bát đức thề su đút sa ti đa sàn na mạnh nha ta rằng thà năng khiếp ba mê qua ni gat sa ti. Dùng trượng hoặc không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Và bản dịch của hòa thượng Đức Minh Châu, con xin kệ. Vô đàn đề na a đàn đề su âm ba đúc thế su đút sa tỳ đa san nha man nha ta đằng tha năng hiệp ba mê hoa ni gắn sa tỳ. Dạ con đã phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin trao mít ra cho đại tràng. Xin mời vị tiếp theo. Dạ con xin kính đến lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng ạ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú 137. Vô đanh đê na a đanh đê sư a pa đút thề
su du sa ti đa san na nha ta răng tham ma tha măng kíp ba mê va ni ga cha ti. Con sau đây con xin đọc lại câu 1, câu 2. Vô đan đê ná á đan đê sứ đê sư áp phá đút thê sứ đút sa tì. Vô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná đoạn âm, á đoạn âm, đan trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, sư là đoạn âm, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đút trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, sư đoạn âm, sú đoạn âm, đút trường âm nhấn, sa đoạn âm, ti đoạn âm. Con xin đọc câu 3 và câu 4. Đá san ná má nhân tá răng tha măng. Đá trường âm đoạn âm, san trường âm nhấn, nhá đoạn âm, má trường âm thông thường, nhá đoạn âm, tá đoạn âm, răng trường âm thông thường, thát trường âm thông thường, man trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khiếp bá mê vá nít gá cha tí. Khiếp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mê trường âm thông thường, vá đoạn âm, ní đoạn âm, gá trường âm nhấn, cha tí hai đoạn âm. Sau đây con xin đọc lại. Dù đanh đê ná á đanh đê sú ấp bá đút thê sú đút sa ti đá san ná má nhanh tá răng tha măng khiếp bá mê vá ní gá cha ti. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Sau đây con xin quý sư cùng quý cô tu nữ sửa lỗi giùm con ạ. Con xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim đã cho biết tín hiệu. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 137 ngày hôm nay ạ. Yo dan de na adan de su apadut the sudut satida san naman nyata rang tha nang khip ba me wani gat chati. Yo dan de na adan de su apadut the sudut satida san naman nyata rang tha nang khip ba me wani gat chati. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo dan de na adan de su appadut the sudut sati. Yo là trường âm thông thường, dan là trường âm nhấn, de là trường âm thông thường. Na, á là hai đoạn âm, dan là trường âm nhấn, de là trường âm thông thường. Su là đoạn âm, up là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, đút trường âm nhấn, xá
tí là hai đoạn âm. Yo đàn đề na đàn đề su áp ba đút thề su đút sa tí. Và câu số 3 và câu số 4. Đa sàn na mạnh nha ta rằng thà năng khiếp ba mê wa ni gắt cha tí. Đá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, man là trường âm nhấn, nhá, tá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá, ní là hai đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Ta sanh na mạnh nha ta rằng thà năng khiếp ba mê wa ni gách cha tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Yo đàn đề na a đàn đề su áp ba đút thề su đút sa ti đa sanh na mạnh nha ta rằng thà năng khiếp ba mê wa ni gách cha tí. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo đàn đê na a đàn đê su ap ba đút thê su đút sa ti đa san nha man nha ta răng tha năng khiếp ba mê wa ni gắt cha ti. Yo đàn đê na a đàn đê su ap thê su đút sa ti đa san nha man nha ta răng tha năng khiếp ba mê wa ni gắt cha ti. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn Hạnh Vi Diệu Pháp đã post bài. Dạ con xin kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính lãnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, mến chào Đạo Tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 137. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Hành Vi Dự Pháp đã post bài. Yo đàn đề na a đàn đề su a ba đút thề su đút sa tí đắt. Yo đàn đề na a đàn đề su a ba đút thề su đút sa tí đắt sa na man nhất ta rằng thà năng khi ba mê wa ni gắt cha tí. Yo đàn đề na a đàn đề su a ba đút thề su đút sa tí. Yo là trường âm thông thường, đàn là trường âm nhấn, đề là trường âm thông thường, ná á là hai đoạn âm, đàn là trường âm nhấn, đề là trường âm thông thường, su là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Yo đàn đề na á đàn đề su á ba đút thề su đút xá tí. Câu 3 và câu 4. Đa sàn na màn nhát ta rằng thà nằng khiếp ba mê và ni gắt chá tí. Đá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, man là trường âm nhấn, nhá tá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4. Khiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mê là trường âm nhấn, quá, ní là hai đoạn âm, gát là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Đa sàn na màn nhất ta rằng thà nàng khiếp ba mê và ni gắt cha tí.
Yo đàn đề na a đàn đề su a bát đuốt thề su đuốt sa ti đa san nhâm màn. Yo đàn đề na a đàn đề su a bát đuốt thề su đuốt sa ti đa san nam màn. Nhân ta rằng thà nằng khi ba mề văn ni gắt cha tí. Yo đàn đề na a đàn đề su a bát đút thề su đút sát tí đa sàn nam màn nhan ta rằng thà nằng khi ba mề văn ni gắt cha tí. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Yo đàn đề na ha a đàn đề su hu a ba đu thế he su đu sa ti đa san na man nhà ta răng tha năng kiếp ba mê vá ni ga cha ti. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống bếp, xin mời vị tiếp theo. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Phật, Sư Pháp Trang. Con kính đảnh lễ Sư Phước Giang và Sư Phước Thạnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tư nữ Vi Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Kim đã cho con biết được tín hiệu. Và con xin đọc bài câu, con xin đọc bài câu pháp cú 137. Dạ đạo tràng có nghe được, dạ đạo tràng có nghe được tín hiệu của con ạ. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, cho con xin bài với ạ. Dạ, và cảm ơn Hạnh Duy Viện Pháp. Yô đàn đề na a đàn đề su a báp đề thề a. Con xin giảm hối con đọc lại. Rô đàn đề na a đàn đề su áp rút thề su rút sa ti đa sàn nam mạnh nha tà ta rằng thà năng khi ba mề qua ni gách cha ti. Yô đàn đề na a đàn đề su áp ba rút thề su rút sa ti đa sàn nam mạnh nha ta rằng thà năng khi ba mề qua nách cha qua ni gách cha tị. Yo là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná á là hai đoạn âm, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, ấp là trường âm nhấn, bá là đàn âm, đút là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, xú là đàn âm, đút là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Yô đàn đề na a đàn đề su áp ba rút thề su rút sa tị. Câu 3 và câu 4. Đá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhá, tá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khíp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá, lý hai đoạn âm, gách là trường âm nhấn,
chá tí hai đoạn âm. Đa sàn na mình nha ta rằng thà năng thiếp ba mê hoa ni gách chá tí. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Yo đàn đề na a đàn đề su áp ba đút thề su đút sa ti đa sàn na mạnh nha ta rằng thà năng khíp ba mề hoa ni gách cha tị. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ, đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Yo đàn đê na đàn đê su áp ba đút thê su đút sa ti đà sa na manh nhà ta răng tha năng khíp ba mê quả ni gách cha ti. Yo đàn đê na a đàn đê su áp ba đút thê su đút sa ti đà sa na manh nhà ta răng tha năng khíp ba ma quê quả ni gách cha ti. Con đã đọc xong, con có sai, mong Ngài Trí Đức và quý sư trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Đạo tràng chỉnh sửa cho con xin xuống mic. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, alo, dạ, mọi người có nghe rõ không ạ? Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 137. Dạ. Yo đăng đề na a đăng đề số a pa đề appa appa de dut appa dut te su dusati dasang dasang na dasang na manya tarang thanang kippa ve me kappa me va nigacati nigacati. Con đọc lại từ đầu. Yo đang đề na a đang đề số appa appa dut thế su dusati đa sang na man nhà ta lang tha nang thi pameva niga chati niga chati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Câu 1 và câu 2. Yo dan de na adan de su appa dut thế su dusati. Yo trường âm thông thường, đang trường âm nhấn D, trường âm thông thường na a hai đoạn âm, đang trường âm nhấn D, trường âm thông thường số đoạn âm, áp trường âm nhấn pa đoạn âm, đút trường âm nhấn thề trường âm thông thường số đoạn âm, đút trường âm nhấn sát tí hai đoạn âm. Con đọc câu 3 và câu 4. Đa sang na man nhà ta rằng tha năng kíp pa mê va ni ga cha ti đa đoạn âm sang trường âm nhấn na đoạn âm man trường âm nhấn nhà ta hai đoạn âm rằng trường âm đọc theo dạng nguyên âm tha trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm khiếp trường âm nhấn pa đoạn âm mê trường âm thông thường vá ni hai đoạn âm gác trường âm nhấn cha ti hai đoạn âm
Dạ, con xin đọc kệ ạ. Yo dandena adandesu appadutte dudussat sudussati dasang naman nyatarantanang kipameva nigacati. Dạ, con xin đọc hết và xin quý thầy, quý cô và đạo tràng chỉnh sửa bài giùm cho con ạ. Dạ, con xin đảnh lễ các ngài, các cô và đạo tràng. Dạ, con xin dừng mic lại. Alo, dạ, con chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn cô Hồng Hoài đã cho quý tín hiệu. Mai Quang Thanh và Tiên Ngạn. Dạ, sau đây xin đọc bài Kinh Pháp Cú 137. Yo dandena adandesu apadutthisu dusati dasannamanyattaraṃ thannaṃ tam được quán niệm đắc chất tí do đan đền na đan đề số apadutthe số dusta tí dasana manyata rang thanang tam được quán niệm đắc chất tí. Dạ, sau đây con xin phân tích ạ. Do là trường âm thông thường, đan là trường âm ngắn, e là trường âm thông thường, na là đoạn âm, á là đoạn âm, đan là trường âm ngắn, D là trường âm thông thường, su là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, đất là trường âm nhấn, he là trường âm thông thường, su là đoạn âm, đất là trường âm nhấn, sa tí là hai đoạn âm, đá là đoạn âm, sân là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, mình là trường âm nhấn, nhá nhá tá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khít là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ní là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm ạ. Dạ, con xin đọc lại. Yo dandena adandesu appaduthesu dusati dasanna manyattarang thanang ittam devani gacchati. Dạ, con xin đọc kệ. Yo dandena adandesu appaduthesu dusati dasanna manyattarang tarang thanang kita me qua ni gacchati. Dạ, con xin hết, nếu có gì sai sót mong quý đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin cảm mít lễ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài trí đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài Con Pháp Cú số 137. Yo dande na dande su appadun the su dun satida san na manyata rang tha nang kip pa me waning gat chati. Yo dande na dande su appadun the su dun satida san na manyata rang tha nang kip pa me waning nigat chati. Yo trường, con xin phân tích có 1 và 2. Yo dande na dande su appadutthe su dusati. Yo trường âm thông thường, dan trường âm nhẫn, de trường âm thông thường, na đoạn âm, á đoạn âm, đ
đan trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, xú đoạn âm, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, trút trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, xú đoạn âm, trút trường âm nhấn, xá đoạn âm, tí đoạn âm. Yo dan de na a dan de su ap pa tut the su tut sati. Câu 3 và 4. Da san na man nya ta rang tha nang kip pa me wa ni gat chati. Đá đoạn âm, san trường âm nhấn, ná đoạn âm, man trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tả đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kiếp trường âm nhẫn, bá đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, ní đoạn âm, gắt trường âm nhẫn, chá đoạn âm, tí đoạn âm. Ta san nát man nhã ta răng tha năng kiếp ba mê quá ni gắt chá tí. Yo dan de na a dan de su ap pa tut the su tut sati. Ta san na man nya ta rang tha nang kip pa me wa ni gat cha ti. Nhung trượng và không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Hòa thượng Thích Minh Châu. Yo dan de na a dan de su am pa dun the su dun sa ti da san na man ya ta rang tha nang kim ba me wa ni gan cha ti. Yo dan de na a dan de su am pa dun the su dun sa ti da san na man ya man na ta rang tha nang kim pa me wa ni gan cha ti. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? Sa thủ, quý vị đọc rất là tự tin ha? Và hôm nay tiến bộ rất là nhiều. Vị nào đọc cũng hay. Trong này có một câu 9 từ, cho nên về cái giọng kể thì quý vị, nhất là Sitina hơi bị lúng túng chỗ này ha. Tức là cái câu số 3. Bây giờ chúng tôi đọc lại ha. Vô đàn đề na đàn đề su ấp ba đô thề su đô sa ti đa san na mạnh nhá ta rằng thà năng khiếp ba mề wa ni gát gia ti. Vô đàn đề na đàn đề su ấp ba đô thề su đô sa ti đa san na man nhã ta rằng thà năng kiếp ba mê wa ni gat cha ti. Và dòng kệ thì chúng ta cố gắng đọc hai câu ha. Vô đan đê na a đan đê su ba đô thề su đô sa ti đa san na man nhà ta rằng tha năng kiếp ba mê hoa ni gan cha tỷ vô đan đê na a đan đê su âm ba đô thế su đôn sa tỷ đa san na man nhà ta rằng tha năng kiếp ba mê hoa ni gan cha tỷ. Dùng trượng và không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Lâu quá thỉnh Đại Đức Pháp Trang để nghe cái giọng kệ của Đại Đức Pháp Trang. Rồi, cung thỉnh ạ.
Alo, alo, Phật tử đọc hay quá mà không biết gì tăng đọc sao. Để Đức Pháp Trang này một ha, rồi để Đức Phước Sang là hai nè, rồi ủa để Đức Phước Thanh chạy đâu mất tiêu đó. Rồi bây giờ còn là hai vị ha. Rồi thỉnh để Đức Phước Pháp Trang trước đi. Alo, Đức Phước Sang mà lâu quá, để Đức Phước Sang đưa tay liền á. Rồi, hay là thấy cái câu này khó quá, Phật tử ai cũng đọc hay, rồi mình ông sư liên đọc dở quê ha, cho nên không đưa tay. Không sao, không sao. Ai chứ được Đức Phước Sang là coi như giọng đọc tuyệt vời ha. Chắc bận rồi. Thôi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn 137. Vô đành đề na đành đề su. Vô là kẻ nào, người nào. Kẻ nào, người nào. Rồi chữ đành đề na. Đành đề na do cái từ đanh đá. Đanh đá đây là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Đanh đá có nghĩa là gậy gộc, hình phạt. Đanh đề na là với gậy gộc, với hình phạt. Rồi a đanh đề su. A có nghĩa là không. Và đanh đá ở đây được chia theo định sở cách số nhiều, tức là sát tập mỹ vi phát thi bảo hữu quá trần á, cho nên đanh đá biến thành đanh đề su. Á đanh đề su có nghĩa là đến những người không gậy gộc, đến những người không gậy gộc. Thì a là không, đến những người không gậy gộc. Và rồi câu số 2 sẽ bổ sung với câu số 1. Appadutthe suddussati. Appadutthe suddussati. Chữ appadutthe su. Chúng ta thấy á ở phía trước có nghĩa là không, tiếp đồ ngữ ha. Rồi chữ ba cũng là một tiếp đồ ngữ nữa. Và ở đây chữ đốt thề su do căn ngữ đốt có nghĩa là làm hại trở nên xấu, làm hại trở nên xấu. Và chữ đốt thạ ở đây được chia theo định sở các số nhiều, sát thẩm ý vừa phát tí bảo hữu quá trần á, cho nên đốt thạ biến thành đốt thề su. Ấp và đốt thề su đến các vị không bị ô nhiễm. Chữ ba đốt tha một cái dạng quá khứ phân từ có nghĩa là bị ô nhiễm. Ấp và đốt thề su đến các vị không bị ô nhiễm, đến với những người không bị ô nhiễm. Rồi chữ đốt sạch tí, động từ này có nghĩa là gây hại, gây hại, làm hại. Vậy thì câu số 1, câu số 2. Vô đành đề na đành đề su ấp ba đút thề su đút sạch tí. Vô đành đề na đành đề su ấp ba đút thề đút sạch tí. Kẻ nào dùng gậy gộc gây hại đến những vị không bị ô nhiễm và không có gậy gộc. Câu 1, câu 2 ha. Kẻ nào dùng gậy gộc gây hại đến các vị không bị ô nhiễm và không có gậy gộc.
Rồi, bây giờ câu số 3 và câu số 4. Đa sanh nát mạnh nhá tác răng tha năng. Đa sanh nát mạnh nhá tác răng tha năng. Chữ đa sanh năng, đa sanh năng cộng với anh nhá tác răng. Chữ đa sanh năng do cái từ đa xá. Đa xá có nghĩa là số 10 ha. 1, 2, 3, 4, 5 à 10, vâng, thì ở đây đa xá là 10. Chúng ta thấy đa xá parami à, tức là 10 độ hay là thập độ. Thì đa xá ở đây ám chỉ là 10 à. Rồi anh nhá tà răng, anh nhá tà răng do cái từ anh nhá tà ra, nó là một đại từ trung tính và được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quỷ pháp tí e có quá trình á, cho nên anh nhá tà ra biến thành anh nhá tà răng. Anh nhá tà răng là cái khác, cái khác à, tức là 10 cái khác, 10 loại hay là 10 cái khác. Rồi. Rồi, chữ tha năng, chữ tha năng. Tha năng đây là một danh từ trung tính à, akranta na pung sakalinga tha na, nhưng mà được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quỷ pháp tí e có quá trình á, cho nên tha na biến thành tha năng. Tha năng là trường hợp, nơi, chỗ, loại. Trường hợp, nơi, chỗ, loại. Rồi, và câu cuối cùng, khiếp bà mê quá ni gắt chả tí. Khiếp bà mê quá ni gắt chả tí. Chữ khiếp bà mê quá à, do cái từ khiếp băng cộng với ê quá. Chữ khiếp băng đây là một trạng từ, có nghĩa là nhanh chóng, tức tốc, mau lẹ. Khiếp băng một cách nhanh chóng, khiếp băng. Rồi ê quá, ê quá có ý nghĩa là cũng vậy. À, khiếp ba mê quá cũng vậy à, nhanh chóng, mau lẹ. Rồi động từ cuối cùng nigacchati. Nigacchati, cái động từ này chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ ni ở phía trước, có nghĩa là xuống, là đến. Và gacchati, gacchati động từ này là một động từ số ít. À, ni gacchati, gacchati là đi à, mà có tiếp đầu ngữ ni ở phía trước. Ni gacchati có nghĩa là rơi vào, đi đến. Rơi vào, đi đến. Như vậy thì câu 3, câu 4 đa sanh na man nha tha rằng tha năng khiếp ba mê wa ni gat cha ti. Đa sanh na man nha tha rằng tha năng khiếp ba mê wa ni gat cha ti. À, tức tốc bị rơi vào một trong 10 trường hợp. À, tức tốc hoặc là nhanh chóng bị rơi vào một trong 10 trường hợp. Ok.
Vậy thì câu Phật ngôn 137 cho chúng ta ý nghĩa. Kẻ nào dùng gậy gộc hại đến các vị không bị ô nhiễm và không có gậy gộc, tức tất bị rơi vào một trong 10 trường hợp. Kẻ nào dùng gậy gộc gây hại đến các vị không bị ô nhiễm và không có gậy gộc, tức tất bị rơi vào một trong 10 trường hợp. Alo. Câu Phật ngôn 137, câu ngôn 138, câu Phật ngôn 139, câu Phật ngôn 140. Bốn câu Phật ngôn chỉ có một duyên sự. Và đây là câu Phật ngôn giới thiệu để cho chúng ta thấy rằng người nào dùng gậy gộc để xâm hại, gây hại đến những người không bị ô nhiễm và không có gậy gộc thì sẽ bị rơi vào trong 10 trường hợp khổ đau. Mà 10 trường hợp đó thì câu 38, 39, 40 sẽ nói rõ hơn. Còn đây chỉ giới thiệu thôi. Tức là mình dùng dùng vũ khí, dùng coi như những cái gì để mà coi như đánh đập, tra tấn, hành hạ người khác ha. Mà mình coi như sử dụng những cái đó đối với những người mà không bị ô nhiễm, mà không bị ô nhiễm ở đây tức là nói lên những bậc thánh ha. Rồi hoặc là những người mà trong tay không có một tắc sắc, không có một cái gì để tự vệ, thì mình sẽ bị rơi vào trong 10 trường hợp. 10 trường hợp đó là 10 trường hợp gì? Câu Phật ngôn 138 sẽ nói rõ. Rồi 39 rồi 40 thì thời gian còn nhiều. Thì với câu Phật ngôn này chúng ta có thể thảo luận hoặc là có thể đọc tiếp cho nó nhuần nhuyễn ha. Thì quý vị thấy rằng mình sử dụng những cái vũ khí, những cái phương tiện để làm khổ đến những cái người mà họ không có không có cái khả năng để tự vệ, trong tay không có tắc sắc, mình uy hiếp người ta, mình làm khổ người ta, và nhất là những vị không bị ô nhiễm. Những vị không bị ô nhiễm ở đây tức là những cái vị không còn tham sân si chi phối. Mà không bị tham sân si chi phối thì đây là những bậc thánh, mà đụng vô những cái vị này thì dễ bị ăn đòn lắm. Quý vị biết đối với các bậc thánh nhân mà chúng ta xúc phạm thì con đường mà đi lên, con đường tu tập của chúng ta chỉ có đi xuống thôi. Tức là đạo quả, sự tu tập của chúng ta sẽ bị trở ngại, sẽ bị trở ngại. Vậy thì thời gian cũng còn nhiều, chúng ta hãy thảo luận cái trường hợp này. Xúc phạm đến các vị thánh, tức là những vị không bị ô nhiễm. Theo cái đoạn này, chúng ta đã thấy trong những bài học, chúng ta đã thấy những trường hợp xảy ra mà như cái trường hợp mà chúng ta đã học mà câu Phật ngôn mà cái ông Thợ Ngọc á, ông Thợ Ngọc á, ông để bát cúng dường đem một cái vị tăng mà coi cái vị này giống như người thân của mình á, mặc dù cái vị này chưa có chứng đắc gì hết á, này chưa chứng đắc gì hết, nhưng mà cái hành tu của vị này có một cái hành rất là tuyệt vời, là chỉ đi khất thực ở nhà đó thôi, cũng là một cái hành đầu đà, chỉ có biết cái nhà đó vật thực ngon dở không cần biết, nhưng mà người ta cho mình ăn cái gì mình chỉ biết chuyện đó. Và vị này không có đi đến cái nhà thứ hai, và người trong gia đình coi cái vị này á giống như một người thân, hồ độ,
Nhưng mà rồi một hôm, Đức Vua mới đem một viên ngọc tới, bảo ông thợ ngọc này, ông mài giũa cái viên ngọc này cho nó sáng. Thì ông ta cũng đương bận tay bận chân ha. Rồi ông mới để cái viên ngọc ở trên một cái chỗ mà coi như cũng tương đối, không cao không thấp. Thì có trong nhà có một con ngỗng, nó thấy viên ngọc lóng lánh, nó tưởng đó là một miếng vật thực, miếng thịt, có màu sắc lóng lánh, nó mới mổ nó nút đi. Thì vị tỳ kheo ngồi đó thấy rõ như vậy, nhưng mà rồi cái ông thợ ngọc anh đi ra sau, ông rửa tay rồi chân vị rượu vô, rồi ông mới thấy mất viên ngọc. Mà ở trong nhà đâu có ai đâu, chỉ có vị tỳ kheo đó thôi. Thế là ông ta mới hỏi, ngài có lấy viên ngọc không? Thì vị tỳ kheo này nó không có lấy, không có lấy, thì ở đây không có ai cả, mà tại sao lại mất viên ngọc? Chẳng qua là cái tâm tham lam, thấy viên ngọc có giá trị cho nên bây giờ mới ăn cắp. Và thế là bắt vị tỳ kheo này trói lại, sự tôn kính giảm thiểu, bởi vì nghĩ rằng nếu mà viên ngọc này á mình không hoàn trả lại cho Đức Vua, không làm đẹp cho Đức Vua thì mình sẽ bị phạt, bị hành hình, bị tra tấn. Thì thôi thì tiên hạ thủ vi cường, ở đây đâu có ai, chỉ có ông này thôi. Thế là đánh đập cột dây, nghĩa là coi như cột trói lại, đánh đến nỗi mắt muốn lòi ra luôn, máu mê này chảy dầm về. Và khi mà thấy máu mà nó chảy, nó máu mà nó đổ ra cục cục như vậy á, thì con ngỗng nó mới nhào vô nó ăn những cái máu đó. Rồi cái ông chủ nhà ông tức quá, mình đã tìm không ra viên ngọc rồi mà còn bị con này nó tới nó phá đám, ông đá cho một đá, nghĩa là dùng hết sức mình sanh do sự tức giận đó, đá một đá thật mạnh và con ngỗng nằm ngay đó luôn. Cái vị tỳ kheo dòm thấy con ngỗng nó nằm im đu mới hỏi, con ngỗng chết chưa? Cái ông chủ nhà mới nói, ông mà không khai ra ông cũng chết giống như con ngỗng. Nghe chủ nhà xác minh rằng con ngỗng đã chết. Và thế là vị tỳ kheo này mới thật thà khai báo, cái viên ngọc đó con ngỗng nó nuốt, nó ăn, chứ không phải là bằng tăng lấy, bằng tăng không có lấy. Nhưng mà khi nãy thấy con ngỗng còn sống, cho nên không chỉ con ngỗng, mà bây giờ con ngỗng đã chết rồi, thì mới nói thật ra là tôi không có lấy, một con ngỗng kia nó nuốt vào bụng nó. Anh này nghe nói vậy, biết chừng đâu ông này muốn đỡ đau cho nên nói chỉ qua con ngỗng. Ông ta bắt con ngỗng mổ bụng lên và thấy viên ngọc nó nằm bên trong. Thì với câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng trong gia đình, người vợ can ngăn, vị này tỳ kheo này coi như là một cái người mà có giới hạnh tốt đẹp, không bị ô nhiễm, giới hạnh rất là trong sạch, vị này cái rất là trang nghiêm, đoan trang, thì cản không cho ông chồng đánh đập làm khổ vị tỳ kheo. Nhưng mà ông chồng nghĩ rằng bây giờ mình mất viên ngọc, cái chuyện hình phạt của Đức Vua chắc chắn phải có, một là tù đày, hai là coi như chết cả gia đình do cái tội này, cho nên mọi cách phải tìm cho ra viên ngọc. Và muốn tìm ra viên ngọc thì đâu có ai, vị tỳ kheo đó phải đập phải đánh để tìm ra sự thật. Nhưng mà vị tỳ kheo không muốn làm cho cái giới của mình
bị ô nhiễm, cho nên thà bị đánh đập mà không khai ra con ngỗng, cho đến khi con ngỗng chết rồi thì bị Tỳ Kheo Đa Mô Na chính con ngỗng nó lấy viên ngọc, nó ăn viên ngọc, chứ còn đối với bằng tăng không có lấy. Thì quý vị thấy rằng ở đây dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chỉ gấp một loại khổ, thì gấp anh chàng thử, anh chàng chủ nhà đó dùng gậy gọc nè đánh vị Tỳ Kheo. Vị Tỳ Kheo có gì để mà phòng thủ? Hai bàn tay không, mà nghi ông ta là ăn trộm ăn cướp nữa, cho nên mới trói lại dùng đao trường để mà đánh đập. Làm ác người không ác, tức là cái ông này, cái hành động ổng nghĩ bậy nghĩ xấu đến một cái người mà không có phạm tội, không có ăn trộm ăn cắp, mà lại dùng hình phạt làm nghĩa là cái như làm khổ cho vị Tỳ Kheo. Thì như vậy chúng ta thấy dù có sám hối nhưng mà cái nghiệp của ông ta cũng phải trả quả, tức là cũng phải chịu đọa vào khổ cảnh. Đó là một trường hợp để cho chúng ta thấy rằng trong 10 loại khổ đau này là những loại khổ đau như thế nào, là khổ là cái trường hợp này. Chúng ta qua câu Phật ngôn sau, qua những câu Phật ngôn sau chúng ta mới được rõ ràng. Chứ còn bây giờ thì quý vị thấy rằng chỉ có giới thiệu những cái loại khổ đau thôi. Thì bây giờ quý vị có thể đề cập đến 10 loại khổ đau đó là như thế nào. Ví dụ như là thân thể bị thương vong này, rồi thọ bệnh nè, bệnh tật nè, rồi loạn ý tán tâm nè, theo Ngài Hòa Thượng Giới Đức á, có Phật ngôn 138, Ngài nói lên 5 cái điều khổ. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khôn đường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong, năm là tâm trí loạn cuồng. Tức là câu Phật ngôn 138 giới thiệu cho chúng ta thấy rằng có 5 loại khổ đau. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khôn đường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong, năm là tâm trí loạn cuồng. Tức là câu Phật ngôn 138 giới thiệu cho chúng ta 5 cái khổ. Và câu Phật ngôn 139 thì cho chúng ta 4 loại khổ nữa. 6 bị hại bởi lực quyền vua quan, 7 chịu trọng tội cáo oan, 8 là gia quyến các hàng phân ly, 9 là tài sản ra đi. Và sau nữa câu 140 là nhà cửa trà tỳ quả tai, đến khi thọ mạng hết rồi chung thân địa ngục đồng sôi chảo dầu. Quý vị thấy đó chỉ là giới thiệu thôi. Vậy thì câu Phật ngôn 137 giới thiệu cho chúng ta 10 cái hình phạt, 10 sự đau khổ mà mình khi mà đụng chạm sử dụng đao trượng, đối với những người không có đao không có trượng, rồi mình có ác tâm muốn hại những người không có ác tâm, thì như vậy chúng ta phải chịu 1 trong 10 trường hợp khổ đau. Vậy thì bây giờ quý vị nói thử, để chúng ta nằm trong cái loại đau khổ như thế nào. Alo, quý vị có thể cho những cái ví dụ để cho chúng ta thấy rằng sự đau khổ khi mà chúng ta dùng đao, dùng trượng, dùng gậy, dùng gọc, đối với những người không có đao, trượng, gậy, gọc, rồi
tâm chúng ta nghĩ bậy bạ rồi hành động đối với những người mà họ không có ác tâm, à tức là họ thực hành thiện pháp, mình là người thực hành ác pháp mà mình hại những người như vậy thì cái quả báo như thế nào? À, ví dụ như trường hợp bà Magandija, ha, à, tức là khi mà Đức Phật chỉ nói một câu là cái thân này giống như một cái bao da, nó chứa đầy những vật hôi hám bên trong. Mà trong thời gian đó bà Magandija là một cái người mà gia nhân tuyệt sắc, à, khi mà nghe chê về sắc đẹp thì bà ta coi như nổi khùng lên và cùng quan trai với Đức Phật. Để rồi khi mà Đức Phật đi khất thực, do nhờ sắc đẹp của mình, bà được làm coi như là hoàng hậu ha. Và thế là bà ta trả thù, bà ta trả thù, mướn côn đồ, à, các đảng, mướn giang hồ ha, à, như vậy chẳng được, không cho Đức Phật đi ba, mà coi như chửi suốt 7 ngày 7 đêm, nên là coi như chửi có tiền mà, cho nên chửi rất là sướng miệng. Và sau 7 ngày 7 đêm như vậy thì quý vị thấy là cái ác quả nó đến với bà ta, à, ác quả đến bà ta, chửi Đức Phật, chửi Chư Tăng, mà coi như là Đức Phật Chư Tăng dùng cái sự nhẫn nại để vượt qua. Và bà ta coi như là hại Đức Phật cũng được, hại đệ tử của Đức Phật, à, đệ tử của Đức Phật rất là hoàng hậu Samawati, à, bây giờ thấy bà này sùng kính Đức Phật Chư Tăng nè, khi mà Đức Phật Chư Tăng mà đi ngang qua là hoàng hậu rồi các nô tỳ coi như ở trong lầu á ha, ở trên hoàng cung đó nhìn ra quỳ xuống đảnh lễ. Mà bây giờ muốn nhìn thấy Đức Phật và Chư Tăng thì cái nhà làm những cái bức quách đó rất là những cái chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật và Chư Tăng, và thấy Đức Phật và Chư Tăng thì quỳ xuống đảnh lễ. À, và cái hình thức đó thì bà Magandija nhìn như vậy mới có một cái tầm ganh ghét, và những cái cửa sổ bắt đầu xuất hiện hồi thời kỳ đó, à, do những cái vòng tròn, do những hình vuông khoét ở trên vách, và ta mới tấu lại cho Đức Vua. À, Đức Vua thì coi như cũng không được rõ ràng lắm, à, và thế là bà ta thừa thắng xông lên, nhân cơ hội Đức Vua đi vắng ha, bà ta mới đốt luôn cả hoàng cung, đốt luôn cả hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ. À, quý vị thấy, và ác nghiệp đến với bà ta, à, ác nghiệp đến với bà ta ngay trong hiện kiếp, là bà bị Đức Vua hả chôn sống, rồi phủ rơm lên, à, rồi đốt, rồi dùng cái cài để cài tới cài lui, à, bà và những thân bằng quyến thuộc của bà ta chịu một cái ác nghiệp, phải bị trả quả một cách rất là đau khổ. Bởi vì sao? Hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ, nhất là cung nữ của Chuttara, cũng là một cái vị chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, cũng là một cái vị pháp sư nổi tiếng, nghe Đức Phật thuyết pháp và về thuyết lại cho hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ đều chứng đắc thánh quả, à, Tu Đà Hoàn. À, cho nên đụng tới những vị thánh này là bà Magandija đã là bị quả báo nhãn tiền. Rồi quý vị còn nhớ câu chuyện nào nữa không? Mình dùng đao trượng gậy gộc đối với những người không có đao trượng gậy gộc, mình có ác tâm, à, làm những cái điều bất thiện để những cái người không có cái tâm ác, mà những người không có tâm ác đó chính là những cái vị thánh, à, không còn tham, không còn sân, không còn si, thì chắc chắn rằng, à, chúng ta phải đọa vào khổ cảnh
hoặc là phải chịu một trong 10 cái loại loại khổ đau trong cuộc sống. Rồi, quý vị có ý kiến gì không? Câu Phật ngôn này trong cuộc sống của chúng ta chắc chắn rằng cũng có nhiều chuyện lắm chứ ha, nhiều chuyện để mà nói chứ không phải là không không ha. À, alo, còn lại 26 phút. À, rồi, Sa tu, Huynh Hạnh Pháp ha, xin mời. Dạ, kính chào quý sư ạ, quý cô tử và toàn thể mọi người ạ. Dạ, nhân câu chuyện này thì con cũng nhớ đến một câu chuyện trong tích truyện kinh Pháp Cú ạ. Có một vị tăng ạ, cũng tu tập cũng giữ giới nghiêm mật, nhưng mà trong một lần thì có một vị như là A La Hán hay Bích Chi Phật á, tới cái vùng của nơi vị tăng á, cũng thì được gia chủ nơi ở nơi đó họ cũng cung kính và cúng dường cái vị Bích Chi Phật đó, nên đâm ra vị tăng kia sinh lòng ghét đố kỵ, rồi cũng đôi nhiều lần cũng về biểu. Rồi trong một lần vị gia chủ cúng thật cho hai vị tăng mà vị Bích vị A-la-hán kia không có mặt, và nhờ vị tăng kia gửi dùng cho vị A-la-hán, và vị tăng kia lại đem cái thực phẩm đó đem đốt đi, bởi cái lòng oán ghét mình đâu đốt đi vì cái nghiệp ác đó, mà sau khi chết là vị tăng kia là bị 500 kiếp làm quỷ đói, rồi 500 kiếp làm chó đói, rồi đến 500 kiếp được tái sinh làm người đều là đói khổ không có lúc nào no hết. Đến cái kiếp cuối cùng sinh ra ở cái vùng đó là cả vùng bị ảnh hưởng là thất mùa đói khát, và đâm ra người trong vùng mới nghĩ là sẽ có một người nào đó nó khắc nên mới cách ly dịch, cách ly đến lúc cái chỗ gia đình của cái ông vị tăng nó gọi là tái sinh đó, thì lại hết, lại ổn, và râm ra đuổi gia đình của cái vị đó đi. Rồi người chồng sau này thấy cũng khổ quá, lúc nào cũng nói hết và từ bỏ đi. Đến lúc người mẹ sau này cũng đói khổ, cũng bỏ ông ta đi, chịu không nổi. Đến khi chẳng mà cũng may thay là cái nghiệp mà trước đây giữ giới, cái phước đó nó hồi sinh lại, nên ông được gia nhập vào tăng đoàn. Và trong tăng đoàn của ngài Xá Lợi Phất Sariputta, và trong tăng đoàn Phất đi tu ngày lúc nào cũng đói hết, không có phút nào mà được no hết. Ngay khi đến lúc chứng quả rồi, ngài cũng đói, đến phút sắp chết rồi, cứ ai cũng thực vào trong bát ngài là tự nhiên thức ăn biến mất, nên lúc nào không được no, chẳng có lúc nào được no. Đến lúc cuối cùng, lúc lắp chết, sắp chết, chính ngài Sariputta phải cầm bực thật đó đút cho ngài ăn, bởi vì ngài Sariputta biết rằng nếu mà để ngài ăn thì bực thật nó sẽ biến mất. Và đến lúc cuối cùng đó, ngài mới được ăn một bữa ăn ngon và được ngon, cho thấy cái quả mà cái câu chuyện này, cho thấy cái quả mà ngài xúc phạm đến một vị đã giải thoát rồi thì cái hậu quả nó nghiêm trọng, nó kéo mình theo nhiều kiếp nhiều đời. Và nếu mà chẳng may mà không có cái phước mà nhân trước kia mà nó giúp ta thì chắc không bao giờ thoát ra được. Dạ, còn chỉ có câu chuyện đó thôi. Dạ, con xin trả mít lại. Sa thú Huynh Hạnh Pháp.
À, qua câu chuyện của huynh thì có hai nhân vật, một là vị trụ trì Su Thamma, đó là cái phần đầu ha, còn cái phần sau là đại đức Tích Xá, tức là vị đó trong cuộc đời chỉ có một bữa ăn cuối cùng để nhập diệt, do ngài Xá Lợi Phất nên là hỗ trợ mới được ăn một bữa ăn coi như no để rồi niết bàn. Thì cái câu chuyện đầu á là nói lên cái vị trụ trì Su Thamma. Cái vị này được người ta cắt một cái tịnh pháp ha, rồi thỉnh vị này coi như cai quản. Rồi một hôm có một cái vị thánh tăng đi đến cái trú xứ này, ông chủ chùa nhìn thấy cái vị này coi như đoan trang phẩm hạnh ha, mới thỉnh cái vị này rồi vô trong chùa, rồi cái dân nước dân vật thực, rồi cái sai đệ tử đem giường chiếu nè, đem dao cạo tới nè, rồi dân vật thực đồ này kia cho cái vị khách tăng đó. Cái anh chủ trì này á, anh gánh tỷ mình ở đây đã từ lâu, sao không được sự cung kính, nghĩa là ông cần như vậy, mà đối với một vị khách tăng mà có ông hộ độ mình là có một cái vấn đề mà trọng mới khinh cũ, ông ta mới nổi tâm gánh tỷ. Rồi cái vị kia là thỉnh rằng ngày mai thỉnh ngài đến nhà của chúng tôi để bác cúng dược. Rồi mới đi thỉnh ông trụ trì sao, tức là cái vị Su Thamma này. Ông trụ trì là nổi tức lên, tại sao mình là trụ trì mà không thỉnh trước, mà là thỉnh ông kia trước rồi mới tới báo cho mình biết. Rồi thì sáng sớm thức dậy, sáng sớm thức dậy, ông trụ trì này đi tới nhà của Phật tử, nhưng mà không muốn cho cái vị khách tăng đi, không kêu, mà coi như ra lấy cái móng tay mà búng một cái cản để cho ông kia không đi, để mình hưởng được thực phẩm nhiều. Và khi mà tới nhà của thí chủ thì thí chủ hỏi vị khách tăng kia sao không thấy. Ông nói trời ơi, tôi vậy tôi lo công chuyện rùm beng ở trong chùa, rồi đánh kẻng y xèo vậy mà ông lo ăn ngủ không thấy bóng dáng đâu. Nhưng mà thật sự ra cái vị khách tăng đó biết cái tâm của cái vị này coi như là không tốt, bởi vì ông trụ trì này đã gặp cái vị khách tăng này và nói lên những cái lời mà không xứng đáng. Ông nên cạo đầu bằng dao của thí chủ mà lấy cọng lá thuốc nốt đó, cạo đầu tốt hơn. Không nên mặc y phục của thí chủ dân cúng mà ở trần ở chuồng tốt hơn. Không nên nằm ở trên giường của thí chủ mà nằm ở dưới đất tốt hơn. Không nên ăn vật thực của thí chủ dân cúng mà ăn những đồ dơ tốt hơn. Chính vì những cái lời nói như vậy đối với một vị thánh tăng mà con đường tu tập của ông ta 20 năm trường, 20 năm, 20 ngàn năm gì đó, mà coi như bị đứng lại để rồi đi vào khổ cảnh, tức là con đường tiến hóa bị giảm. Và sau này cái vị này sẽ trở thành ai, quý vị biết rằng đó là ông Chambu Các Chu Chật Ca. Ông này ăn phẫn này ha, ở trần ở chuồng ha, lấy cái lá thuốc nốt cạo đầu ha, rồi nằm ngủ ở dưới đất và thực hành theo cái hạnh như vậy là 55 năm, đứng một chân ha, ngửa mặt lên trời ăn gió hút sương. Đó là một cái hình thức mà che mắt thế gian. Nhưng mà khi mà Đức Phật bạch trần ra sự thật á, thì ông ta mới sám hối. Rồi ông ta nhờ cái phước của quá khứ tu tập 20 ngàn năm đó mà ông ta chứng đắc thánh quả. Đó là câu chuyện mà phần đầu á,
là huynh hạnh pháp, muốn nói về cái ông trụ trì Su Thầm Ma. Còn phần sau là nói lên ngài Tích Xá, cái ngày mà trời suốt đời đói khổ, chỉ có bữa cuối cùng được thọ thực một cách no nê và nhập diệt. Đó là cái câu chuyện mà huynh hạnh pháp muốn trình bày. Nhưng một cái nội dung để cho chúng ta thấy rằng xúc chạm đến những cái vị mà người không ác, tức là cái người này coi như thân khẩu ý ha, hoặc là tham sân si ha, đã không còn, thì đó là những cái vị thánh. Mà những vị thánh mà chúng ta đụng chạm đến là chắc chắn là nó khổ trong hiện kiếp trước, rồi tương lai đọa vào những cảnh khổ tiếp theo, do cái nghiệp mình đã làm đối với những người không còn tham sân si, thì cái quả rất là nặng. Sa tu huynh hành pháp, nhớ được một câu chuyện nó cũng minh chứng cho cái câu Phật ngôn 137 này. Rồi, alo, còn 15 phút nữa bà con ơi. Vị nào có ý kiến? Alo, vị nào còn có ý kiến gì nữa không? Rồi, xà thủ Sịt Kiềm, xin mời. Con xin kính chào Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ. Không biết còn Sư Pháp Trang không quên nữa. Dạ, con xin quý vị cho biết tín hiệu có nghe âm thanh rõ không ạ? Có một người nó âm thanh rõ là Quang Thanh. Còn mấy người kia không nghe gì hết trơn hết trời. Có sự nó gọi từ rồi hành pháp. Vậy ba người nghe vậy được rồi đó. Con chỉ nhớ có một hai chuyện đó, tôi nhiều lắm, nhưng mà giờ con chỉ nhớ được cái chuyện là vua mà Thích Ca Bút Khá đó, là cha vợ của một Bồ Tát đó. Mình chỉ cần nói của Phật hay Sư Đà con bắt đầu một Phật. Ok, có cha vợ của Ngài Gautama. Vậy đi, ông này bị cái tội là chặn đường không cho Đức Phật đi khuất thực. Và cái tội của ổng nặng, đụng tới bậc chánh đẳng chánh giác. Con chỉ nhớ là ổng, Đức Phật có nói là 7 ngày sau ổng sẽ bị đắc rút. Ổng tin, ổng cố gắng làm. Ổng kêu mấy người hộ vệ của ổng tốt đó, là khi nào ổng bước xuống cái tầng số 1, tầng số 2, tầng số 3 vậy đó, phải chặn ổng lại. Thì ổng nghĩ là ổng ra lệnh vậy thì được, nhưng mà tới cái quả nó chỗ lên rồi đó, tự nhiên cái con ngựa quý của ổng nó lại nổi chứng lên, mà không ai mà cảm nhận nó được hết, nó cứ lồng lộn lên hoài. Thì ổng nóng lòng, ổng thì con nghĩ rằng ổng nóng lòng, không nóng lòng lúc đó cái quả nó tới thì con người cho dù thông minh hay quyền lực thế nào, như là đối với ngài Móc Gan La Ná đó, để Đức Thần Thông cũng bị đập chết luôn nữa. Thì lúc mà ổng mới đứng gần tới cửa đó, thì cái cửa tầng thứ 7, ổng ở trên tầng thứ 7, cửa thứ 7 tự động nó mở ra, mà hai người hộ vệ lực lượng mạnh của ổng, nó không cản ngăn được ổng, mà nó mở cửa, mà nó nắm đầu ổng, nó thảy xuống tầng thứ 6, rồi tới tầng thứ 6, thì cũng bị hai người đó, hai vệ khách thảy, cứ nắm đầu thảy. Xuống tới cái tầng cuối cùng đó, thì ông bước ra cửa, thấy ông ra cửa, ông bị nước rút, thật là kỳ diệu luôn. Thì con nhớ đó, với lại nhớ một cái chuyện nữa, người vợ của thiền trưởng bị tất cả mọi người trên thiền cột lại, mà trước khi cột lại còn không cho bận quần áo đẹp, không cho cái nữ trang gì hết, còn lấy cục đá đè nặng nữa để cho đừng nổi lên nữa. Tại vì cái ông thuyền trưởng với một số người đi á, thì đi ra tới biển chỗ đó, tự nhiên cái thuyền nó không đi vậy, nó đứng như chỗ vậy, mà cố gắng cách mấy nó cũng không đứng dứt. Thì ngày xưa đó người ta sao có nghĩ rằng sao ngày xưa người ta nghĩ những điều rất là hay, chẳng hạn như này mấy người này á, thì bắt thăm coi cái thăm cái người mà
gây ra cái này là cái gì họ biết. Thì ba lần giống như vậy thì bà vợ của ông thiền trưởng này thì đều bị bắt cái thâm là mình là người xấu đó. Thì ông thiền trưởng này ổng không làm gì hết, mặc dù vợ ông ổng thương yêu, ổng cũng cho rồi xuống dưới nước luôn, giống như vậy bị chìm nước. Là cái tích sự của người vợ này, cái kiếp trước có nhiều kiếp trước bà có một đứa con chó, mà con chó nó rất thương yêu bà, tại vì kiếp trước nó cũng là vợ chồng của bà, mà bà mắc cỡ và tự ái, bà bị người ta chọc, bà tức quá bà kêu con chó lại, bà cột nó lại, bà đẩy nó xuống sông, mà bà còn cột cục đá nữa. Thì con nhớ như vậy, nhưng vấn đề mà làm con nghĩ tới là sau ngày xưa người ta biết ra những điều đó hay, giống như cái vị mà tức xá đó, vị mà thì vừa mới nói đó, cả đời không được có bữa cơm đầy đủ, bữa cơm no lúc nào cũng đói hết. Thì ông ta rất ác, ông đập bể bát của một vị độc giác. Nhưng khi từ lúc ổng tái sanh làm người, ổng còn ở trong bụng mẹ đó, chưa có ra nữa. Bây giờ nguyên cái làng đó nó bị tai ương, nó bị nó đủ thứ chuyện xảy ra, người dân ở đó rất là khổ sở, đói kém lum hết. Thì người ta mới nghĩ ra cái chuyện là bắt thăm từ vùng này tới vùng này. Cái cuối cùng thì tìm ra là tại vì cái bà mẹ của ổng mang thai của ổng, nhìn ra cái làng đó mới bị khổ giống vậy, người ta mới đuổi bà đi qua làng khác. Tôi cũng như vậy, rồi nó cũng bị cái bà này, bà mang cái bụng bầu của vị tỳ khu tỳ xá này nè, thì đi tới đâu nó cũng bị đem tai họa cho đến cái vùng đó hết. Cuối cùng bà sanh cái vị này ra rồi thì bà cũng khổ sở giống vậy, mà cuối cùng bà bỏ cái vị sư này, vị sĩ sư này hãy đi, cuối cùng được vô tăng đoàn của Đức Phật thì cũng bị đói giống vậy đó. Thì con nhớ là những điều đó thôi mà con thấy rất là hay. Có những cái mà mình không nghĩ ra mà người trước, nhiều ngàn năm trước người ta nghĩ ra, giống như cái ông cha vợ, ông cha chồng của cái vị khu ni á, mà ốm á, cái xá vô tâm đi vậy đó, thì bà đó bà ốm yếu lắm, thì trong gia tài của ổng bao nhiêu vàng tiền bạc tự nhiên biến thành đá hết trơn à. Ổng không biết làm sao, ổng mới hỏi bạn ổng, thì bà không hỏi, bây giờ ông đem đó cái đó ra ngoài đường đi, ông để đi, nếu mà người nào mà nhìn ra cái vàng, cái đá của ông, cái gạch đá của ông á, mà lúc trước là vàng đó, mà lại vàng á, thì ông hãy cưới người đó về làm vợ cho con của ông, nếu người đó là phụ nữ chẳng hạn như vậy. Nó nghĩ thần kỳ hết rồi, tại sao người ta nghĩ ra những điều đó ha, người ta nghĩ ra những điều mà khi mà con đọc cái chuyện đó thì con thấy rất là hay. Thì đại khái là có những chuyện thần kỳ mà nếu không có Đức Phật thì ngài thuyết giảng ra, ngài giải đáp những câu hỏi đó, thì chúng sanh hơn 2500 sao như tụi con nè mà mới biết ra có những sự thật thần kỳ giống như vậy. Vậy con cũng có nhiều đó thôi, bây giờ con hết nhớ cái gì rồi, nhiều quá nói ra cũng biết nói cái gì nè. Thì con chỉ nói đại khái mấy câu chuyện vậy thôi, ý nghĩ của con vậy thôi. Còn trở qua cái vấn đề mà cái ông mà sư kể, mà ông thợ ngọc đó, thợ lẩm ngọc đó, mà đánh đập vị tỳ khu đó, thì con nghĩ ông này, cái đó trong cái thời đó là thời của Đức Phật, tại sao lúc đó ổng lại quẩn trí, ổng chỉ có một mình đó thôi, mà nếu ổng cúng dường vị sư này, tại sao ổng nghĩ ra một điều là bây giờ mình đem cái chuyện này tới quan quân đi, để cho quan quân xét đi. Thì quan quân xét thì người ta thấy đó là đệ tử của Đức Phật, người ta sẽ đem lại Đức Phật, thì với sự trí tuệ của Đức Phật ngài sẽ giải đáp ra hết, mà tại sao ổng không làm, ổng lại đi đánh đập vị tỳ khu này. Con nghĩ là vị tỳ khu này kiếp trước cũng bị cái quả, rồi bây giờ tạo cái nhân này đánh đập người ta, cái nhân tới cái quả này, vị này bị đánh lại, thành ra làm cho cái ông thợ lầm ngọc này, ổng mù quáng, ổng không còn biết gì hết, ổng chỉ muốn tra khảo, tự ổng tra khảo đánh đập của vị sư này thôi. Mà trong khi ổng đã cúng dường và kính trọng vị sư này nhiều năm, thì con nghĩ rằng cái đó cũng là nhân quả thôi. Chứ thật ra một người sáng suốt, con mà gặp trường hợp giống vậy, con sẽ nói bây giờ tôi không đánh ông lành hết, tôi cũng bắt ông vô trong chỗ quan quân để cho người ta xét xử ông. Thì từ đó quan quân sẽ tìm cách, người ta hỏi, người ta thấy nếu một vị tỳ khu thì người ta phải giao cho tăng đoàn sẽ đem lên cho Đức Phật thôi. Con nghĩ có những chuyện giống vậy. Trời, nghe kể đánh mà túng lồi cũng mất ra luôn, con thấy ớn luôn vậy đó. Dạ thôi, con xin cũng dặn hết giờ rồi.
con xin dừng máy lại. Trong khi mà con có nói chia sẻ, nếu có gì sai sót thì xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin chúc tất cả mọi người trong đạo tràng được an vui và may mắn. Con xin trả máy lại. Sa thú xin kiềm. Qua những câu chuyện để cho chúng ta thấy vấn đề nhân quả hả? Mà nhân quả ở đây nói lên cái vấn đề gì? Gieo gió thì gặp bão. Tức là một cái việc làm mà bất thiện, tức là chúng ta sử dụng gậy gộc đao trường đối với những cái người tay không, rồi chúng ta thấy người ta hiền mình làm tới, thì cái quả báo nó sẽ đến với chúng ta ngay trong hiện kiếp, chứ không phải là chờ tới kiếp sau hả? Tức là trong 10 loại khổ đau nó sẽ đến với chúng ta ngay trong kiếp sống này. Và nhất là đối với các bậc thánh thì quả báo nhãn tiền, quả báo nhãn tiền rõ ràng luôn. Cho nên cái ở đây chúng ta tin vào nhân, tin vào quả, tin vào nghiệp, tin vào tuệ giác của bậc đạo sư. Thì khi chúng ta có một niềm tin như vậy thì không có cái trường hợp như ông Thợ Ngọc. Bởi vì nhân và quả thì chúng ta phải có cái vấn đề trí tuệ để suy xét, chứ không phải là thấy mất viên ngọc là cái thấy có người trước mặt mình là ăn trộm ăn cắp. Giống như tòa quán không hôm qua hôm kia gì á, khi cái búa của mình mất thì là nghĩ cái anh chàng hàng xóm kia, cái tướng đi giống thằng trộm ha, cặp mắt lông la lông lét ha. Nghe là cái tướng người là cái tướng bất thiện, bởi vì cái tư tưởng mình xấu, cho nên mình nghĩ rằng cái người hàng xóm đó qua chôn cái búa của mình. Mà thật sự ra khi tìm được cái búa thì mình thấy ồ, cái anh chàng kia thấy hiền á, đẹp trai á, đàng hoàng. Tại sao vậy? Cũng do chính mình thôi. Khi mà cái ác mà nó xâm chiếm rồi, tà tư duy mà nó khởi lên rồi thì mình nhìn cái gì cũng thấy xấu hết á, mình nhìn cái gì cũng bậy bạ hết á. Nhưng mà khi mà cái tâm mình nó đàng hoàng, nó hướng thiện á, thì mình nhìn cái ai cũng thấy tốt ấy. Bởi mình nhìn cái tốt của người ta, trước tiên mình phải tốt đã. Mình tốt, mình mới nhìn người ta tốt. Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ. Trước tiên mình phải nhìn lại chính mình. Mình nhìn lại chính mình á, thì mình mới có một cái sự ghi nhận, có một cái sự ghi nhớ, có một cái sự biết mình. Mà khi mình biết mình là ai rồi á, thì những cái trường hợp này mình có thể coi như là du di và có thể tránh. Tại sao mình dùng vũ lực để mà áp đặt người khác? Bởi vì khi mà dùng vũ lực mà áp đặt người khác phải nghe, phải tin, phải sợ, phải phục mình. Mà mình có cái gì để cho người ta phục? Cái điều đó là điều quan trọng. Chỉ có cái đức độ, chỉ có cái giới hạnh, chỉ có cái từ trường mình tu tập đó, mình cảm hóa người ta, cái đó mới bền. Cho nên đối với Đức Phật, không phải là 10 cái hồng danh đó chúng ta niệm mà quên đi cái ân đức của tịnh đức, bi đức và tuệ đức. Ba cái ân đức đó mới quan trọng, chứ không phải là chúng ta niệm Phật ví dụ Bố Thô niệm hoài như vậy nhưng mà không nghĩ về những ân đức của Đức Phật, thì chúng ta niệm Phật cái kết quả nó cũng không có hiệu quả cao ha. Rồi, thôi câu Phật con này cũng là một bài học. Để rồi qua câu số 2, số 3, số 4, tức là 38, 39, 40, chúng ta sẽ thấy được một cái hậu quả
vi phạm đến những vị Phật. Những vị Phật ở đó, tức là những vị Phật của thế gian, cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thế Phật Bà Quan Âm, cha mẹ tại tiền, Phật tổ tại thế, trong một cái kiếp mù quáng nghe lời vợ, mà tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên đã giết cha giết mẹ và chí duyên sự, để cho quý vị thấy dù là một cái vị thượng thủ tinh văn, cánh tay trái của Đức Phật, mà trong kiếp chót á, quý vị biết rằng không phải ở trên cõi trời rớt xuống, hoặc là trong cái cõi nhân gian này để mà tu tập, mà từ dưới địa ngục sanh lên làm người, rồi Ngài tu tập và chứng đắc thánh quả A-la-hán, do cái hạnh nguyện, do cái phước mà chúng ta thấy rằng cái nghiệp nó bất khả tư nghị, nghiệp bất khả tư nghị. Rồi bởi vậy cho nên một câu nói Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Khi mà có quả nó đến, chúng ta chỉ biết than thở mà chúng ta không suy nghĩ mình làm nè, cái nhân mình làm nè, cái quả nó sẽ đến. Nhưng mà cái nhân mình làm là mình cái làm búa xua thôi, không có nghĩ tới hậu quả. Để rồi bây giờ đụng cái quả nó đến, chúng ta chỉ biết than thở mà thôi. Câu Phật ngôn 137 là một câu Phật ngôn để cho chúng ta thể hiện sự tu tập. Không nên dùng vũ lực làm khổ người khác. Không nên vì ác tâm mà mình hại những cái người hiền lương ha. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cố gắng để mà tránh. Với câu Phật ngôn này là một bài học, và chúng ta sẽ áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả, rồi hộ trì chúng sanh.